thông tin mới nhất vụ trung tá cảnh sát giao thông bị thanh niên tông tử vong tại Khánh Hòa. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà kênh Ngẫm Sự Đời vừa mới cập nhật. Sau đây là những thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Truy tặng huân chương hạng 3 cho trung tá hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Sáng ngày 28 tháng 5, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã đề nghị Bộ Công an truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho trung tá PTAP thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vì đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác gồm 3 cán bộ của Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đang làm nhiệm vụ đo tốc độ ô tô chạy từ hướng Bắc vào Nam tại đoạn đường gần xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. Lúc này, một nam thanh niên chạy xe máy từ hướng Bắc đến không làm chủ được tốc độ đã tông vào trung tá PTAP được. Cú tông mạnh làm cả hai ngã xuống đường. Trung tá PTAP được đưa đến bệnh viện tại địa phương điều trị, sau đó chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi. Thanh niên gây ra tai nạn được xác định là Cao Nhật Trường, sinh năm 2002, ở thôn Phú Cang Nam 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Người này đang bị thương và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Tiến hành test nhanh, nam thanh niên không phát hiện nồng độ cồn và chất gây nghiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, trung tá PTAP quê ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đầu tháng 5 năm 2024, anh được điều chuyển từ đội cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa về Trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa. Sau gần một tháng chuyển đơn vị, trung tá PTAP hy sinh trong khi đang thực thi nhiệm vụ. Được biết, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Công an truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho trung tá P. Đã tìm thấy trung úy NTT bị mất tích trong khi thi hành công vụ. Tối ngày 26 tháng 5, trao đổi với truyền thông, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết vào khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy trung úy NTT, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, trong tình trạng đã tử vong. Trung úy NTT bị mất tích khi làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Hồng cách thời điểm nêu trên 3 ngày. Anh T là người thân của trung úy T, thông tin vị trí phát hiện trung úy T là ở giữa sông Hồng, cách cầu Thăng Long khoảng 300m hướng về phía thượng lưu. Anh T lờ nói, sau khi phát hiện nạn nhân, chúng tôi đã liên lạc với lực lượng chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện thi thể trung úy T đang được bảo quản tại bệnh viện để gia đình chuẩn bị hậu sự. Sự việc cũng đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra. Trước đó, đêm ngày 24 tháng 5, trung úy NTT điều khiển cano đi tuần tra trên sông Hồng đoạn Chèm thuộc quận Bắc Từ Liêm và rồi mất liên lạc. Đồng đội của anh sau đó phát hiện chiếc cano trôi tự do. Trên cano có điện thoại và một đôi dép. Gia đình và đơn vị đã tiến hành tìm kiếm, đồng thời đăng tin trên mạng xã hội để người dân có thể hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin chi tiết về vụ việc. Vụ trọng án đưa nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng liên quan đến công ty AIC và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC,
bị truy tố về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý trong vụ án này, bị can Dương Hoa Sô, 64 tuổi, tiến sĩ và là giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, bị truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Công nghệ Sinh học. Năm 2014, Sở Kế hoạch Đầu tư phê duyệt dự án với chi phí mua thiết bị là hơn 425 tỷ đồng. Đến năm 2017, dự án được điều chỉnh kinh phí mua thiết bị tăng lên hơn 468 tỷ đồng. Dự án chia thành 3 giai đoạn với 10 gói thầu thực hiện từ năm 2015 đến năm 2019. Công ty AIC và các công ty liên quan đã thâu tóm 8 gói thầu, gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng. Cáo trạng xác định rằng khoảng tháng 4 năm 2014, tại một buổi lễ khánh thành, bà Nhàn đã làm quen và đặt vấn đề muốn ông Sô tạo điều kiện để công ty AIC tham gia thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm. Bà Nhàn hứa rằng công ty sẽ gửi quà cảm ơn ông Sô và các cán bộ khác. Ông Sô hiểu rằng nếu giúp AIC, công ty sẽ chi tiền cho mình và các cán bộ trong Trung tâm Công nghệ Sinh học nên đã đồng ý. Sau khi ông Sô bật đèn xanh, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới đến gặp và bàn bạc thống nhất với ông Sô về việc công ty AIC sẽ xây dựng danh mục thiết bị nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp này hưởng lợi nhuận tương đương khoảng 40% giá trị mỗi gói thầu. Do chủ trương thâu tóm các gói thầu đã được bà Nhàn và ông Sô thống nhất từ trước, nhân viên của hai người này tại công ty AIC và Trung tâm Công nghệ Sinh học phối hợp xây dựng danh mục thiết bị của dự án theo hướng ưu tiên các thiết bị mà công ty AIC và đồng minh có thế mạnh. Công ty AIC sẽ bố trí nhiều công ty khác giữ vai trò quân xanh, quân đỏ trong hồ sơ để giúp AIC và các công ty được AIC chỉ định trúng thầu. Đáng chú ý, lợi thế của công ty AIC không chỉ đến từ sự thông đồng của các bị can thuộc chủ đầu tư mà còn có sự tiếp tay bởi các đơn vị tư vấn và thẩm định giá. Khi thực hiện thẩm định giá, nhân viên công ty thẩm định đã không làm việc độc lập, không khảo sát thị trường, không kiểm chứng thông tin báo giá. Thay vào đó, nhóm này sử dụng danh mục và đơn giá do Trung tâm Công nghệ Sinh học cung cấp, đã có sự móc nối với phía AIC để phát hành chứng thư thẩm định giá. Các chứng thư trái quy định này được sử dụng đưa vào hồ sơ làm căn cứ thẩm định giá, giúp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm nâng khống giá các thiết bị đấu thầu. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho thấy mối quan hệ giữa cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Dương Hoa Sô được nuôi dưỡng bằng những khoản tiền hối lộ lên tới hàng chục tỷ đồng. Công ty AIC có trụ sở chính tại phố Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, bà Nhàn toàn quyền quyết định việc thu chi của công ty. Những người khác chỉ làm thuê để thực hiện quản lý thu chi đối ngoại. Bà Nhàn thành lập ban thư ký tài chính. Việc thu chi của ban này không hạch toán vào sổ sách kế toán của công ty AIC mà ghi chép riêng theo chỉ đạo trực tiếp từ bà Nhàn. Sau khi thông đồng với các cá nhân ở Trung tâm Công nghệ Sinh học để được trúng thầu, bà Nhàn chỉ đạo bộ phận kế toán tại trụ sở công ty AIC ở Hà Nội nhiều lần chuyển tiền vào văn phòng phía Nam. Tiền sau đó được rút ra để cấp dưới của bà Nhàn đến gặp và đưa cho ông Sô 6 lần với tổng số 14,4 tỷ đồng. Các lần đưa tiền cụ thể như sau. Tháng 11 năm 2016, Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà và trưởng đại diện AIC tại thành phố Hồ Chí Minh Trần Đăng Tấn đã đến phòng làm việc của ông Sô chuyển lời cảm ơn và đưa một túi giấy đựng 2,5 tỷ đồng.
Tháng 1 năm 2017, Hà đưa cho ông Xô một túi vải màu đen chứa 3,9 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2017, Tấn đưa cho ông Xô một túi đựng 2 tỷ đồng kèm lời nhắn tiếp tục tạo điều kiện cho công ty. Tháng 2 năm 2019, Tấn đưa cho ông Xô 2 tỷ đồng trong túi giấy màu nâu. Tháng 7 năm 2019, ông Xô nhận thêm 2 tỷ đồng từ Tấn tại phòng làm việc riêng. Tháng 9 năm 2019, Tấn đưa một túi quà màu nâu chứa 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, ông Xô đã đưa cho một số cá nhân khác tại Trung tâm Công nghệ Sinh học và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, giữ lại hơn 11,3 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Tiếp tay cho những sai phạm của bà Nhàn, ngoài ông Xô còn có bà Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Bà Minh chính là người phê duyệt điều chỉnh dự án dù chưa tổ chức thẩm định nhằm kịp bố trí vốn cho Trung tâm Công nghệ Sinh học. Cơ quan tố tụng cáo buộc bà Minh biết rõ ông Xô tự ý phê duyệt điều chỉnh danh mục thiết bị thực hiện hợp đồng khi chưa trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án và điều chỉnh dự toán. Tuy nhiên, nữ phó giám đốc không yêu cầu xem xét xử lý sai phạm của Trung tâm Công nghệ Sinh học để ngăn ngừa thiệt hại cho ngân sách, không tổ chức họp với Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn theo đề xuất của chuyên viên, mà vẫn chỉ đạo cấp dưới trình thẩm định và phê duyệt dự toán. Chuỗi hành vi trên đã tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ Sinh học và công ty AIC hợp thức hóa việc nâng giá các gói thầu. Đổi lại, bà Minh hưởng lợi bất chính 1,9 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng ông Xô đưa từ số tiền nhận hối lộ của bà Nhàn và 900 triệu đồng do cấp dưới của bà Nhàn trực tiếp đưa. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng hiện đang tạm giữ tổng cộng hơn 25 tỷ đồng, gồm 11,5 tỷ đồng do ông Xô nộp, 800 triệu đồng do bà Minh nộp và hơn 12 tỷ đồng do các công ty có liên quan đến vụ án nộp. Cáo trạng nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Một số bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, ở phần tiếp theo của video, kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Giải Nguyền, tác giả Võ Diệu Thanh. Nhà thi đấu lưng nhà tía. Phía nhà thi có một cái cửa sổ, phía nhà tía mở hẳn một cửa lớn, khoảng trống giữa hai nhà là đất của tía. Tía làm ở đó một cái xào phơi quần áo. Thi thường hay bắt ghế ngồi nhìn khoảng trống có phơi một hai bộ đồ của tía. Thi ngồi dù cô cũng không thích cái chỗ đó lắm, cô chỉ muốn đập phá hoặc là lang thang. Ngay khi Bảo Bảo chưa tượng hình, cô đã biết mình muốn bỏ chạy. Tính này nỉ mới cưới nhau mà ly hôn người ta cười chết, dáng để lâu lâu một chút, giống như là hai đứa đang ủ rượu tạ tử. Phải có thời gian để nó lên men, có thời gian để sự chán ngán lên tận cùng chót vót. Ngay từ khi mới cưới, Thi đã thấy mình đang đứng liêu xiêu trên cái đỉnh của sự đổ vỡ. Tính lại hoài vọng, Thi sẽ nhìn lại. Thi thấy ruột gan mình lạnh tanh, teo ngắt, thúi ùn như ruột người chết héo. Thi không biết mình sẽ làm gì. Cô không biết tại sao mình cứ luôn tỉnh bơ như vậy. Hồi chưa gặp Tính có nhiều người thích cái kiểu lạnh lạnh của Thi. Họ đều quyết liệt. Chân tình của họ có làm Thi xúc động, tưởng đã yêu được. Nhưng chỉ gặp nhau lần thứ hai, Thi biết là mình mà sống cả đời với họ, chết sướng hơn. Tính nói, nhìn em giống như nhìn một người đang bị mất cái gì đó. Thấy thương lắm mà không biết mình thương cái gì. Má nói ưng được rồi, còn để cho ba đứa em gái có chồng chớ. Mày kén lửa giết mấy đứa sau ai dám dòm ngó. Thì nói với Tính, tôi không thấy thương anh. Tính gật đầu, anh biết, anh cũng biết em đâu có yêu ai. Thì thấy quanh cô có rất nhiều người họ chửi nhau như chửi thú vật nhưng vẫn sống nhau cả đời. Thì không biết giữa Thi và Tính ai khủng hơn ai. Cái sai lớn nhất trên đời Thi là để Bảo Bảo ra đời. Rồi nó thành một sợi lạt mềm. Thi không biết mình hiện diện trên cuộc đời này để làm gì. Chỉ ngồi trên cái ghế nhìn khoảng trống đằng sau cửa sổ.
tía có 4 cái áo cụt tay, 4 màu khác nhau nhưng chỉ xoay quanh màu gạch nung, khi đậm khi nhạt. Có cảm giác tía là một nông dân đang ẩn dật, có gì đó thiện cảm với tía. Vậy mà chưa lần nào Thi nhìn thấy ông. Hình như nếu không đẻ Bảo Bảo, mãi mãi Thi cũng chỉ được gặp tía qua trung gian những cái áo đảo tới đảo lui kia gam nâu gạch. Một bữa trưa Thi từ phòng ngủ đi ra giáo giát kiếm thì gặp cu Bảo ôm một trái xoài gần bằng nó. Ông ngoại cưng Bảo Bảo, tính gọi tía trước tiên. Tía của anh mất cách đây nhiều năm nên anh muốn gọi vậy cho có thêm thâm tình. Bảo Bảo mê tía kỳ cục. Nó ngồi vẽ hết ngôi nhà này tới ngôi nhà khác, lựa kiểu nhà đẹp cho cất cho ông ngoại. Ngôi nhà thông minh, nó biết bắt chước giọng Bảo Bảo kể chuyện cho ông ngoại cười. Chiều nào đi vườn về tía cũng có cái gì đó cho nó. Khi thì một cái mão kết bằng lá xoài, khi thì một con quýt có lớp áo xanh óng ánh, đẻ những cái trứng nhỏ cỡ đầu đũa ăn nhưng hình dáng giống trứng thằn lằn. Thường nhất là những loại trái cây vườn nhà tía. Những món quà đó như cái cửa sổ nhỏ. Bảo Bảo nhìn qua hình dung trong khu vườn của tía ở ngoại ô là cả một thế giới để dành cho nó quậy phá. Tía nói có thể cho Bảo Bảo cả khu vườn. Từ ngày quen Bảo Bảo, chiều nào tía cũng về nhà. Chỉ để nhìn thấy cặp mắt nó, nhìn cái miệng líu lo của nó, nghe giọng trong trẻo một cái thấy đã trong mình. Ta mà có được đứa con như Bảo Bảo chắc làm nó hư sớm. Cương gì đâu. Hè tía rủ cả nhà Thi lên vườn tía chơi. Bảo Bảo như con sóc, lúc trong tay Thi, lúc níu áo tính, khi lại ngất ngưởng trên lưng tía. Bảo Bảo nắm tay tía kéo về phía mấy trái xoài 3 màu. Tía bẻ một trái cho nó ôm, một trái tía đưa cho Thi. Mặt trên của bàn tay tía sạm đen. Thi chạm vào những sợi gân máu nơi lưng bàn tay tía, thấy cồm cộm, bóng bóng. Lúc đó gió hất nhẹ ngang đọt những cây xoài chưa tròn tuổi. Không biết là mùi của lá xoài, mùi của diệp lục hay là mùi lấy từ lớp đất ẩm dưới gốc xoài dậy lên. Chỉ thấy nó mát, luồn sâu vào từng thớ thịt. Hình như nó không ở lại trong Thi mà nó lướt qua nhẹ hều, cuộn theo cái gì đó nặng nề nhất ra khỏi người Thi. Thi thấy mình nhẹ, hình dung được vì sao những nàng tiên có thể bay. Cô gái không thích biển. Vì biển thường đem chàng đi những chuyến dài ngày, tới những nơi rất xa. Lúc chờ đợi, nhìn cái vùng trời nước nhập cục, cảm giác lo lắng lớn từ từ, dài theo những ngày mòn mỏi. Cho tới khi tận mắt nhìn thấy mặt chàng, tận tay giờ nắm được bàn tay, ngửi được mùi da thịt quen thuộc, cô mới tin chàng đã về. Rồi chàng lại đi, tan trong cái mênh mông đầy kiêu hãnh của biển. Cô không thích biển nhưng đã bao lần cô ra biển, làm như chính mắt nhìn thấy tàu chàng xa dần, cầu nguyện được một câu nếu có rủi ro nào chàng phải đón nhận thì xin ông trời hãy đổ tất cả lên con thì chàng mới an lành. Chàng trai không có cách gì cản được người yêu, chỉ biết đứng trên tàu nhìn dáng cô cho tới khi đất liền lút trong màng nước. Một chuyến đi biển chàng đem theo một cục gạch, khi trở về chàng đưa cho cô một bức tượng. Cô đứng như một nàng tiên, tóc tung trong gió, dáng như đang bay. Những khi nhớ người yêu, chàng ôm bức tượng vào lòng, hôn lên nó, hôn lên tình yêu mãnh liệt của họ. Càng yêu chàng cô càng căm thù biển, nhưng chàng vẫn phải đi vì đó là điều kiện duy nhất hắn đòi hỏi để chàng được sống. Hắn giàu có, tài ba, trên thị trấn trăm đường, gia tài của hắn chỉ thua vua. Quan lại còn nể mặt hắn, nghe đâu hắn có thể hiểu được quy luật của thần linh, có thể lập nên những lời nguyền truyền kiếp. Hắn lại có vẻ không cần quyền lực tiền bạc mà chỉ cần cô. Cha cô đã gả cô cho hắn, nhưng cô đã yêu chàng rồi dù chàng chỉ là tôi tớ của hắn. Hắn muốn chàng chết nhưng hắn biết chàng chết cô cũng chết theo. Hắn hình dung đôi mắt lấp lánh kia, cái dáng non trong nọ, bị vùi trong đất. Thúi giữa dưới đáy huyệt, mới nghĩ thôi hắn đã thấy khó thở, cho nên hắn không dám làm gì chàng. Hắn cứ đưa chàng đi miết miết, để họ xa nhau. Nếu sóng biển chôn vùi chàng, chôn cả hắn luôn cũng được. Hắn không được gần cô nhưng chắc chắn chàng cũng không được gần cô. Vậy mà hắn yên bụng, một ngày hắn được tin báo biển sẽ động mạnh,
hắn buộc chàng rong buồm đi. Hắn đứng trên bãi biển tiễn biệt chàng. Cần phải kết thúc cuộc tình tay ba làm lòng dạ hắn tổn hao mòn mỏi. Có lẽ cô sẽ đứng bên bờ biển này chờ người yêu rồi hóa đá. Hắn cũng sẽ đứng chờ cùng cô, thành đá cùng cô. Như vậy hắn được bên cô mãi mãi. Hắn không hề biết cô đã lén lên tàu theo chàng. Sóng dựng bốn bề. Chiếc tàu của họ bị sóng quần nghiêng ngửa rồi chìm trong nước. Họ ôm nhau cùng lộn nhào giữa màn biển mặn. Dẫu có chết em cũng muốn chết bên anh. Hình như cô gái nói câu đó qua màn nước. Hình như cô không nói mà là tiếng sóng nói thay cho cô. Chàng đã ôm được một khúc cây nổi trên nước. Chàng nói dõng dạc. Mình sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp. Sóng lại bạt qua người họ thêm lần nữa. Chàng ôm siết khúc cây và cô gái. Cô gái đã chết, tay vẫn ôm giết chàng. Hình như cô chết từ cuộc va đập đầu tiên. Tay cô vẫn nắm gọn pho tượng. Cái đầu tượng với những lọn tóc bay bay đã gãy. Nước mắt chàng chảy tràn trên nước biển, nhiễu vào sóng. Chàng cúi người xuống, hôn vào môi cô rồi từ từ buông khúc cây. Cả hai vừa ôm vừa chìm sâu trong nước. Biển lặng, sóng đưa họ vào bờ. Hắn bức họ rời nhau nhưng không được. Hắn đem hết tài sản chia cho mọi người. Người ta nói hắn đang chuẩn bị cho cái chết. Cứ chôn họ chung nhau. Hắn cắt cổ tay mình, dưới máu lên xác cô gái. Máu của hắn đẫm ướt người cô, đầm đìa pho tượng. Nàng tắm máu ta, nàng phải chìm trong lời nguyền của ta. Kiếp sau nàng sẽ không được gặp nó. Nếu có ở cạnh nhau cũng không thể nhìn thấy và yêu thương nó được. Mãi mãi. Hắn đã gục chết bên xác của cô khi lời nguyền vừa dứt. Thì không biết nơi mình định đến tên là gì. Chỉ biết mình đi hướng đó thấy bụng dễ chịu. Nó không ở gần biển, thì rất sợ biển. Một nhóm nhỏ đang đào bới, thì đi hút qua đám đông, lừng chừng trước một cái hố người ta đào dang dở, thì khom người bươi móc. Tía kêu thi từ trước mặt, thi ngước lên nhìn tía. Cả hai đều chưng hừng. Đáng lẽ thi hỏi tía tại sao có mặt chốn này lại chỉ nhìn tía cười. Y như là tía tới đây đúng rồi. Thi vui. Y như là cái vật thi đang moi móc đào bới dưới đất chính là tía. Cô tới lâu chưa? Tía, ở đây kêu là gì? U Minh Thượng. Người ta kiếm gì vậy tía? Di chỉ cạnh đền, một đô thị cổ từ mấy ngàn năm trước. Khó mà hình dung được trên những miếng ruộng còn hoang sơ cả con kênh Cô Chín này lại từng là thành phố, nơi người ta mua bán, dệt vải, nung gốm, đúc đồng. Nhưng Thi không tròn mắt mà mỉm cười. Mấy ngàn năm, sao thấy nó chỉ như mới đây thôi? Như là Thi vẫn còn nghe được tiếng lao xao của những cư dân cổ. Tía cũng đi kiếm như người ta hả? Tía đi kiếm một pho tượng nhỏ trong giấc chiêm bao, cảm thấy nó ở hướng này. Ủa? Thi chợt giật mình, quĩnh quáng cúi xuống tìm kiếm. Tía cầm một nhánh cây nhỏ xíu khều khều. Nó bật lên, cụt đầu, mòn mỏi. Thi và tía cùng chụp lấy nó. Làn gió buổi trưa tại vườn tía lại tràn về. Thi thấy mình có thể đi được trên đọt mấy ngọn cây. Ánh mắt tía quen thuộc. Thi thèm gác đầu lên vai tía, ôm tía mà khóc. Nhưng Thi không làm gì được. Chỉ biết nhìn một lượt làn nước run run trong mắt tía. Bờ vai tía cũng run. Khắp người tía như đang bật lên những tiếng tức tưởi. Đó là một thứ sóng. Thi muốn toàn thân mình chìm trong sóng đó. Những cơn đau dậy lên, luồn sâu từng thớ thịt, chui vào từng giọt máu, tan trong máu. Sau một đợt nó lại dậy lên những cơn đau kế tiếp. Thi hiểu vì sao biển động, sóng từ đâu mà ra. Con muốn ngồi đây với tía tới già tới chết. Tía vuốt tóc Thi, vẹt những sợi tóc mai chỗ trán, bàn tay lướt nhẹ lên má. Thi giữ tay tía ở đó, vì nó làm cả người Thi ấm áp. Tía nhìn Thi mím môi cười, nhíu mày, hít thở mạnh. Bảo Bảo giống cô từ đôi mắt, miệng cười, cả nước da non trong. Ta cưng nó. Tía, thôi cô về đi, chắc Bảo Bảo đang đợi ở nhà. Cô đã đi hơn nửa ngày rồi.
Tía. Cửa sau nhà Tía không còn mở nữa. Hình như Tía không có ở nhà. Có khi Bảo Bảo đứng bên cửa sổ kêu ông ngoại thảng thốt. Chỉ có tiếng trong lòng Thi đang dãy giụa trả lời Bảo Bảo. Một bữa đang nấu cơm, Thi thấy cửa sau nhà Tía kẹt mở. Tía ốm, màu da sạm lại. Cái màu đó làm tim Thi nhíu mạnh một cái. Đưa cho Tía pho tượng. Người ta nói thế, Tía ném cục gạch xuống biển, rồi quay lưng đi như chạy. Đi một đỗi xa lừng chừng một lúc, Tía quay lại, lặn xuống bãi mò cục gạch lên. Lần này Tía lội ra xa hơn, nước tới cổ. Tía vung tay ném nó lần nữa, thiệt xa, chỗ đó nước sâu. Tía đứng như thế nhìn mấy vòng sóng nhỏ tan dần, cho tới khi Tía không đứng được nữa. Thì mỉm cười, ôm Bảo Bảo siết vào lòng. Nếu lúc này không ôm Bảo Bảo chắc cô trôi đi mất. Bảo Bảo giờ lên đầu mình, ngước lên nhìn Thi. Má nhớ ông ngoại hả? Thi gật đầu. Mọi người về hết, Tính vẫn còn ở lại nhà Tía, thắp nhang cho Tía. Đêm đó anh ngủ lại nhà Tía. Thi hỏi Tính, anh có nghĩ là em bị bệnh tâm thần không? Em đang rất thèm khóc. Em cứ khóc, Tía chết ngoài biển lạnh lắm. Chỉ có nước mắt của em mới làm Tía ấm. Đáng lý ra anh đừng kể cho em nghe chuyện của Tía ngoài biển. Em nên biết có tình yêu như thế dành cho em. Anh không muốn trái tim em vô cảm, giống như trước giờ. Dẫu biết là đau khổ nhưng nó đang sống, đang có cảm xúc. Từ sau ngày đó Tính chay Trường, thường vô chùa. Có lẽ Tính cầu cho kiếp sau mình đừng gặp trường hợp oái oăm như vậy nữa. Đêm đêm cô ôm gối lạnh nguyền rủa mình. Mắt cô thâm quầng, thụt sâu trong hố mắt. Đêm mở mắt chao cháo, ngày giật giờ. Tía, Tía chưa chết sao? Con khổ quá, sao Tía lại đi như vậy? Tính lên chùa đó, cô biết không? Biết, Tính cầu cho ta và cô kiếp sau không so le nữa. Ta tưởng máu si tình chất ngất hận thù của ta sẽ là vách ngăn hai người vĩnh viễn. Ta cầu cho hai người nhìn thấy nhau, yêu nhau như đã yêu hơn ngàn năm trước. Thi nhìn theo, Tía đã tan trong cái khoảng trống giữa hai nhà. Thi bật người ngồi dậy, giống y như đã ngủ một giấc dài hơn mấy ngàn năm. Tôi tới nhà Thi dạy Bảo Bảo vẽ tranh, thật ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Mấy người trong xóm nói Thi từng bị thần kinh, hoang tưởng, bị một ông già dụ dỗ. May mà ông đó chết rồi. Tính đã chữa lành bệnh cho Thi bằng tất cả những gì Tính có, kể cả chuyện cùng cô lặn lội trong thế giới hoang đường. Thi nhìn tôi như hỏi cô tin không? Tôi gật đầu. Rất tin Thi. Hạnh phúc là của họ mà. Thế giới của họ, chỉ có họ mới nhìn thấy. Chuyện ngắn giải nguyền không chỉ là một câu chuyện về tình yêu và sự hy sinh mà còn là sự tìm kiếm ý nghĩa và sự kết nối trong cuộc sống. Thi và Tía, qua những khoảnh khắc và sự hiện diện của mình, đã đem lại cho nhau sự an ủi và niềm tin vào tình thương. Tình yêu của Tía dành cho Thi và Bảo Bảo đã mang lại ánh sáng và hy vọng trong cuộc sống u tối của họ. Tía, với những hành động giản dị và lời nói ân cần, đã tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ giữa các thế hệ, thể hiện sự quan tâm và lòng yêu thương vô điều kiện. Ý nghĩa nhân văn của chuyện thể hiện qua sự tương phản giữa cuộc sống cô độc và những giây phút ấm áp, yêu thương hiếm hoi. Thi, từ một người lạnh lùng và vô cảm, đã tìm thấy sự ấm áp và tình thương trong mối quan hệ với Tía và Bảo Bảo. Sự hiện diện của Bảo Bảo đã mang lại cho Thi lý do để tiếp tục sống và hy vọng vào tương lai. Chuyện ngắn cũng nhấn mạnh giá trị của những khoảnh khắc giản dị và tình cảm chân thành, cho thấy rằng dù cuộc sống có khó khăn và thử thách đến đâu, tình yêu và lòng nhân ái vẫn luôn tồn tại và mang lại hy vọng cho con người. Thông qua sự hy sinh và tình thương của Tía, Thi đã tìm thấy ý nghĩa và sự an ủi trong cuộc sống, khẳng định rằng những tình cảm chân thành có thể mang lại sự an ủi và niềm vui, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Câu chuyện nhiều ý nghĩa này đã khép lại nội dung video của kênh Ngẫm Sự Đời hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.
Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.